vì gia đình nhà mình mới cũng là lần đầu tiên dùng cái hãng và cái dịch vụ chăm sóc của Aerospeed, thì thấy rằng là đầu tiên là mình gọi điện đến để sử dụng sản phẩm thì được tư vấn rất là nhiệt tình. Cái thứ hai là đến kỹ thuật lắp đặt thì cũng rất là chu đáo. Đầu tiên là cũng tư vấn cho vị trí lắp đặt, rồi thì là cách sử dụng, có những trường hợp mà những nó xảy ra cái sự cố gì thì mình có thể tự khắc phục và gọi điện ngay đến những cái số điện thoại như thế nào. Thì đấy là những cái mà thông tin đầu tiên và rất cần thiết cho những người sử dụng thì chăm sóc rất là tốt. Trong cái lần mình lắp máy đầu tiên ấy, thì lần đầu tiên cái kỹ thuật viên mang đến cho mình một cái vòi, thì cái chân vòi nó không phù hợp với cái kích thước của bếp nhà mình, nên là mình yêu cầu là anh ấy phải thay lại cho mình cái vòi khác. Và anh đã xử lý cái vấn đề đấy rất là nhanh, trong chỉ khoảng 1 đến 2 tiếng thôi. Và anh ấy đã thay cho mình ngay được cái vòi mới, nó phù hợp với bếp nhà mình hơn và nó không bị dây dưa dài đến ngày hôm sau. Chị chỉ gọi lần đầu tiên khi mà chị khởi động cái kích hoạt cái thẻ để chăm sóc khách hàng, tức là lần đầu tiên chị mua sản phẩm thôi. Còn sau đấy thì chị không gọi lần nào cả, và các bạn đều chủ động gọi điện cho chị để hỏi thăm xem là tình hình chị sử dụng như thế nào, thì có vướng mắc hay là có sự cố gì xảy ra không. Và sau đó đều đặn là 3 tháng một lần các bạn ấy đều là gọi điện cho chị chủ động để đặt cách lịch hẹn để đến để bảo trì và lắp đặt hoặc là thay mới lõi cho chị, và chị cảm thấy rất là hài lòng. Hòa rồi nhanh, thì độ 15 phút sau là có nhân viên kỹ thuật gọi lại. Anh sẽ đánh giá là từ 9 trở lên. Được 9. 9 điểm đi, được 9 điểm. 9 trên 10. Khoảng 9 điểm. 9 trên 10 điểm. Chị chấm điểm 10. Máy lọc nước A.O. Smith thương hiệu Mỹ, danh tiếng hơn 140 năm kinh nghiệm.